Tăng trưởng các bất thiện pháp hoặc lúc tập quen gần gũi khiến người thế gian sanh khởi chê trách, khiến người thế gian chán ngán xem thường. Người chưa sanh tín khiến càng chẳng tín, người đã sanh tín khiến thay đổi. Đây gọi là năm trùng thọ dụng bất tịnh, bí sổ siêng học tỷ nại gia phải nên xa địa. Trái với tướng đây nên biết là năm trùng thọ dụng thành tịnh, bí sổ siêng học tỷ nại gia được phép thọ dụng. Như vậy nếu bí sổ tùy hành thọ dụng thành tịnh, xa lìa thọ dụng bất tịnh, mới năng khéo đền đáp ơn của tín thí. Năm yết ma, tất cả yết ma được có bốn chủng: một, đơn bạch yết ma; hai, bạch nhị yết ma; ba, bạch tứ yết ma; bốn, ba ngữ yết ma. Bốn yết ma đây được có hai sự làm chỗ nương: sự thuộc số hữu tình làm chỗ nương và sự thuộc số vô tình làm chỗ nương. Sự thuộc số hữu tình làm chỗ nương là các yết ma như yết ma xuất gia hoặc yết ma thọ cụ túc hoặc yết ma bồ đặc xá la đồng ý, hoặc yết ma xuất tội hoặc yết ma cử tội, hoặc yết ma đuổi bỏ hoặc yết ma hai chúng thọ an cư 10 đêm, 20 đêm, 40 đêm. Như vậy hoặc vì nhiếp thọ hữu tình hoặc vì chết phục hữu tình mà thi thiết yết ma, đây gọi là yết ma do sự thuộc số hữu tình làm chỗ nương. Sự thuộc số vô tình làm chỗ nương là các yết ma như yết ma thọ trì y bát, hoặc yết ma trì y công đức, hoặc hộ y, hoặc không xả y, hoặc yết ma kiết giới, hoặc yết ma đồng ý tịnh ngũ cốc. Hết thảy loại yết ma như vậy nên biết gọi là yết ma do sự thuộc số vô tình làm chỗ nương. Lại yết ma đây nên biết có hai chúng cùng làm, hoặc có bốn chúng cùng làm, hoặc có 10 chúng cùng làm, hoặc có 20 chúng cùng làm, hoặc có 40 chúng cùng làm, hoặc hợp nhiều chúng cùng làm. Hai chúng cùng làm là một bí xô đối trước một bí xô. Ba chúng cùng làm là yết ma biệt hối, phát lổ hối trừ, hoặc tội đọa tử, hoặc tội ác tác. Bốn chúng cùng làm là yết ma phát lổ hối trừ, như có người phạm tội thô rồi đối trước bốn người mà phát lổ hối trừ. Mười chúng cùng làm là yết ma thọ cụ túc. Hai mươi chúng cùng làm là yết ma khiến bí xô ra khỏi tội chúng dư và yết ma bí xô ni thọ cụ túc. Bốn mươi chúng cùng làm là yết ma khiến bí xô ni ra khỏi tội chúng dư. Hợp nhiều chúng cùng làm là yết ma tăng trưởng, hoặc yết ma nêu ra sự phóng túng buông lung, hoặc yết ma thuộc các chủng loại khác. Bốn yết ma đây do sự việc sai khác nên yết ma thành vô lượng chủng sai khác. Nếu nói rộng nên biết như ma đát lý ca tỷ nại gia. Như vậy đã hiểu rõ các yết ma, bí xô sinh học tỷ nại gia tùy theo đó mà làm các yết ma. Ở nơi tội đã phạm mà được khéo léo, ở nơi việc ra khỏi xa lìa tội ấy cũng được khéo léo, tự thân gìn giữ hộ trì xa lìa khiến được thành tịnh, lìa các tội trái vượt. Lại nữa, bí xô siêng học tỷ nại gia nên biết có năm pháp học trái nghịch phải nên xa lìa, lại có năm chủ pháp học tùy thuận phải nên thọ trì. Năm pháp học trái nghịch: một, chướng ngại; hai, từng tọa chánh pháp; ba, bạn ác; bốn, phiền não ngu si nóng nảy mạnh mẽ; năm, lực tương đương đời trước kém ít. Một, chướng ngại, có năm chướng ngại: a, chướng ngại tăng thượng giới; b, chướng ngại tăng thượng tâm; c, chướng ngại tăng thượng tuệ; d, chướng ngại đến cõi thiện; e, chướng ngại lợi dưỡng thọ mạng và công việc làm. A, chướng ngại tăng thượng giới như có người hoặc là nô tỳ, hoặc do chiếm được, hoặc do đòi gởi. Nói rộng cũng tương ứng với tất cả pháp chướng ngại xuất ra, như vậy gọi là chướng ngại tăng thượng giới. B, chướng ngại tăng thượng tâm: có 11 chướng ngại nên biết gọi là chướng ngại tăng thượng tâm, đó là số và chúng hội là ban đầu, phần xứ cư trú là sau. Ba, chướng tăng thượng tuệ: đối với chánh pháp và vị thầy thuyết pháp không khỏi cung kính khinh miệt chánh pháp và thầy thuyết pháp, đã tự mình khinh khi lại kéo lẫn pháp. Chướng ngại người nghe chánh pháp khiến họ trái ghét chánh pháp, hủy báng chánh pháp. Hết thảy loại như vậy nên biết đều gọi là chướng ngại tăng thượng tuệ. Đề, chướng ngại an trụ các cõi thiện: có người ác dục tà kiến, nhiều các phẫn hận. Nói rộng cho đến có sắc loại như vậy, lãnh thọ các pháp học, chuyển chuyển các pháp học thuận theo các đường ác, nên biết đây gọi là chướng ngại thuận theo đường ác. E, chướng ngại lợi dưỡng, tức là theo việc đã làm khiến người chưa tín lại càng thêm tăng, lại càng tăng thêm bất tín. Người đã tín khiến thay đổi không vui với công đức, mọi lúc đều không tinh siêng tu tập, sự nghiệp phước thí không vui dẫn nhiếp lợi ích an lạc cho người. Hết thảy lại như vậy. Chướng ngại thọ mạng, tức là không cẩn trọng tránh xa voi ác. Nói rộng cho đến chẳng khéo xa lìa những nơi hiểm nguy, có tai hại, có tật dịch, lại không xa lìa các nhân các duyên khiến thọ lượng chưa tận
mà bị chết yểu, hết thảy lại như vậy. Chướng ngại công việc làm là năng chướng ngại các sự nghiệp như việc y bát. Như vậy tất cả gom chung là một, nên gọi là chướng lợi dưỡng thọ mạng công việc làm. 2. Tường tọa chánh pháp. Lược có hai chủng tường tọa chánh pháp: A. Giáo tường tọa chánh pháp, B. Hành tường tọa chánh pháp. Nếu ở nơi phi pháp sanh tưởng cho là pháp, hiển thị phi pháp tưởng tọa cho là pháp, khiến người sanh tưởng là chánh pháp. Như vậy cho đến giáo pháp chân thật sâu xa mà cho là chẳng phải chánh pháp, lại chỉ bày tưởng tọa chánh pháp, vậy nên gọi là giáo tưởng tọa chánh pháp. Nếu lại rộng vì người tuyện thuyết khiến thọ học như thế, cũng tự mình hư vọng khởi tưởng cho là pháp, rồi theo đó tu hành tập quen các tà hạnh, tự kiêu mạn, xưng rằng ta năng tu là chánh hạnh, nên biết đây gọi là hành tương tọa chánh pháp. Vì tuyên thuyết rộng tương tọa chánh pháp nên tiếp tục thuyết phần trung gian. Bốt Đàn Nam nói: năm chủng pháp đứng đầu, kế căn các kiến thầy, phi xứ ác tác thầy, bạo ác giới sau cùng. Có các kẻ tạo lập văn cú tương tọa giáo pháp Như Lai sở thuyết, ở trong các kinh thiết lập ngụy kinh, ở trong các luật thiết lập ngụy luật, như vậy gọi là tương tọa chánh pháp. Lại do kiến tăng thêm hoặc do kiến tồn giảm, nên tăng thêm đối với việc không thật có, tồn giảm đối với việc thật có. Do phương tiện đầy nên ở nơi phù thường trùng trùng nghĩa môn rộng vì người tuyên thuyết khai thị, tự mình tu tập hành trì như vậy, lại khiến người tu tập hành trì cả hai cùng hành như vậy, cũng gọi là tương tọa chánh pháp. Lại đối với Bồ Đạc Già La tuyên thuyết kinh điển, tá chấp phân biệt nói chân thật có Bồ Đạc Già La, như vậy cũng gọi là tương tọa chánh pháp. Lại ở trong trùng trùng pháp giả có mà tuyên thuyết khai thị là thật có tánh, như vậy cũng gọi là tương tọa chánh pháp. Lại ở nơi hạnh xa lìa tất cả hí luận, cứu cánh niết bàn mà phân biệt là có hoặc chẳng phải có, nên thuyết là tánh có hoặc là tánh chẳng phải có, như vậy cũng gọi là tương tọa chánh pháp. Lại có một loại Bồ Đạc Già La tác thuyết như vậy: Thế Tôn tuyên thuyết khai thị, sừng sương tán thán, khích lệ gia hạnh mật hộ căn môn. Do nhân duyên đây, thà rằng không ngắm nhìn sắc cho đến không khởi ý tư duy đối với pháp, chứ không thể ở nơi ngắm nhìn các sắc cho đến dụng ý tư duy các pháp mà bị trói cột nhớ nghĩ, như vậy cũng gọi là tương tọa chánh pháp. Lại nghe Thế Tôn tuyên thuyết khải thị, xin khen hành an trụ tĩnh lặng chất trực, bèn nói như vậy: thà không trách cứ cũng không có định kiến so lược với người. Đối với người nên chê trách thì không chê trách, đối với người nên tán thán cũng không tán thán, mà cũng chẳng có chỗ chê trách tán thán, như vậy cũng gọi là tương tọa chánh pháp. Lại nghe Thế Tôn tuyên thuyết khải thị, sướng khen hạnh nói lời hòa nhã nhu huyến, bèn nói lời như vậy: thọ giới im lặng thảy không nói năng là cực lành thiện, như vậy cũng gọi là tương tọa chánh pháp. Lại nghe Thế Tôn sướng khen hạnh tiết lượng y phục vật thực, tiền nói lời như vậy: trụ đoạn thực hành lã thể mới thật là diệu thiện, như vậy cũng gọi là tương tọa chánh pháp. Lại nghe Thế Tôn tuyên thuyết khai thị, xưng khen hạnh lìa nói tạp, dừng các nói năng và sự nghiệp, liền nói lời như vậy: giả bỏ ngoại cụ, tịch tĩnh nhàn cư không tu tập mới thật là mỹ diệu, như vậy cũng gọi là tương tọa chánh pháp. Lại nghe Thế Tôn thuyết, tâm dẫn dắt thế gian, tâm tạo làm tất cả, tùy theo tâm sanh khởi đều được tự tại mà chuyển. Đối với nghĩa thú các kinh như vậy, kẻ kia đều không như thật rõ biết, hoặc có một loại Bồ Đạc Già La do chấp thủ ác nói lời như vậy: chỉ có một thức rong ruổi trong sanh tử, không hai không khác, như vậy cũng gọi là tương tọa chánh pháp. Lại có kẻ nói lời như vậy: nhà Phật cho phép Bồ Đạc Già La sĩ phù trì giới được thọ dụng trang vị thức ăn, trăm ngàn y phục không chướng đạo. Giả sử có tránh thọ dụng các phẩm vật đây cũng không chướng ngại gì. Lại có một hạng người do chấp thủ ác nói lời như vậy: Thế Tôn sở thuyết các dục năng chướng ngại đạo, giả sử chỉ thân cận thôi thì cũng không đủ công năng làm chướng, như vậy cũng gọi là tương tọa chánh pháp. Lại nghe Phật thuyết, chữ A-la-hán ở trong hiện pháp, đối với ngôn thuyết thực uẩn giới xứ không xả không thủ, kẻ kia không như thật rõ biết liền nói lời như vậy: như ta hiểu lời Phật thuyết thì A-la-hán tăng ở nơi sự chết, về sau không còn sự hiểu biết rõ ràng, như vậy cũng gọi là tương tọa chánh pháp. Lại có một hạng người không như thật rõ biết hai đạo lý đế là thắng nghĩa và thế tục, trái với hai lý đế nói lời như vậy: các uẩn vô ngã, nếu vô ngã làm sao tạo tác các nghiệp khiến ta đạt đến xúc và chứng, nên biết cũng gọi là tương tọa chánh pháp. Lại có một hạng người bản tánh ngu si, hành nhiều phỉ báng, kẻ kia đối với chín chủng chánh trụ nội tâm không như thật rõ biết,
Đối với quán hành đế, quán hành niệm chủ cũng không như thật biết. Do không biết nên vì người tuyên thuyết, chỉ cần tác ý tín hiệu chính là phẩm Samatha, chỉ cần tác ý tín hiệu chính là phẩm Tỳ Bát Xá Na, chỉ cần tác ý tín hiệu thì năng tự được rốt ráo. Kẻ kia tự mình cũng huân tập hành theo hướng, hành theo tướng như vậy, nên biết đây cũng gọi là tường tọa chánh pháp. Lại có một hạng người ác tác phi xứ mà không tư duy, đây cũng gọi là tường tọa chánh pháp. Lại có một hạng người đối với việc đọc tụng quán hành tác ý đều năng khảm nhiệm, khiến tự mình tăng thêm sự vui vẻ. Cũng ở nơi việc ấy cho là công đức thù thắng, cho nên vì người tuyên thuyết, đây cũng gọi là tường tọa chánh pháp. Lại có một hạng người ở nơi giới, ở nơi tu có khả năng khảm nhiệm, mà ở nơi huệ thí thấy công đức thù thắng nên du ngoạn các phương. Do đây ở nơi các cấm giới ngăn ngừa dừng dứt, phần nhiều có hủy phạm, tích chứa gom nhóm tài vật để phụng thí Phật pháp tăng, nên biết đây cũng gọi là tường tọa chánh pháp. Lại có một hạng người đã được xuất gia trong pháp thiện thuyết tỳ nại gia, rồi chuyển tường dẫn lấy việc lắng nghe làm rốt ráo, nên biết cũng gọi là tường tọa chánh pháp. Lại có một hạng người thấy các bí xô phước lớn, dòng tộc lớn có nhiều lợi dưỡng y phục, bèn xả bỏ hạnh thiểu dục đi đến chỗ kia thăm hỏi, hiện tướng thần cận dạy bảo, khiến tần bí xô bị tác động để sanh khỏi tà tâm, nên biết cũng gọi là tường tọa chánh pháp. Lại có một hạng người xả bỏ kinh điển tương ưng, tánh không thảm sâu Như Lai đã thuyết, truyền vùi tập học thuận theo văn chương chú thuật thế gian mà không tự quán xét, cho là thông minh nên ôm lòng ngạo mạn, lại muốn người biết mình là bậc thông minh, nên biết cũng gọi là tường tọa chánh pháp. Lại có một hạng người chết phục các kẻ bạo ác cũng như kẻ phạm giới, muốn cùng kẻ bạo ác phạm giới kia làm điều không nhiều ích, phát khởi tư duy ác, nên biết cũng gọi là tường tọa chánh pháp. Lại có một hạng người dối trá, tu tập trùng trùng oai nghi, nên biết cũng gọi là tường tọa chánh pháp. Lại có một hạng người lấy sự hiểu biết văn trường chú thuật thế gian mà mong cầu thu được nhiều lợi dưỡng, nên biết cũng gọi là tường tọa chánh pháp. Lại có một hạng người tổn não, người dùng phi pháp như vậy kiến lập tội phước để thu gom tích chứa tài bảo, nên biết cũng gọi là tường tọa chánh pháp. Lại tức kia năng dẫn vô nghĩa, dùng các nhân duyên khải thị kiến lập tường tọa chánh pháp, nên biết cũng gọi là tường tọa chánh pháp. Như vậy tất cả tường tọa chánh pháp đây đều là pháp học trái nghịch. Ba, bạn ác, tánh tướng bạn ác nên biết như thành phần địa và Bồ Tát địa đã rộng thuyết. Lại nếu nói được về tướng bạn ác đây, tức là hoặc ở nơi sự phóng dật, hoặc ở nơi các ác hành, hoặc ở nơi các công đức thiện thấp kém mà khích lệ lẫn nhau, nên biết hết thảy loại như vậy đều gọi chung là bạn ác. Bốn, phiền não ngu si nóng nảy mạnh mẽ. Các chủng loại ngu si tối tăm thấp hèn phát khởi phiền não mạnh mẽ lâu dài, đây gọi là phiền não ngu si cháy mạnh. 5. Lực tư lương đời trước kém ít. Đời trước không tu tập thiện pháp như tín, nên nay trong hiện pháp tín rất yếu kém. Tuy rất chân thành ân trọng, nhưng không đủ lực khả năng khiến trong hiện pháp hoạch đắc niết bàn, đây gọi là tư lương đời trước kém ít, nên trong hiện pháp lực đầy yếu nhược. Như trên gọi là năm chủng pháp học trái nghịch. Trái với tướng đây nên biết là năm chủng pháp học tùy thuận. Bí xô xem học tỷ nại gia vì muốn thành tựu năm chủng pháp học tùy thuận kia nên trần tránh tụ tập tất cả học xứ. Lại nữa thành tựu năm chủng pháp tùy thuận như vậy lại có năm pháp năng phòng hộ giới uẩn: 1. Tránh xuất gia, 2. Khéo thỉnh hỏi, 3. Quan sát sâu, 4. Tu đối trị, 5. Nhậm trì tín. Nếu không bị sự lệ thuộc mà cầu xuất gia, nhưng trước nói rộng chỉ vì cú trọng vui thích sợ học, chỉ vì niết bàn mà cầu xuất gia, nên biết đây gọi là tránh xuất gia. Đã xuất gia rồi, đối với hít phạm không phạm và hoàn tịnh, những điều chưa hiểu rõ, tự đến cung kính thỉnh hỏi bí xô trì kinh luật luận để quyết nghi, liền được vị kia khai thọ. Đây gọi là khéo thỉnh hỏi. Tự mình ba thời quan sát giới, hoặc phần đầu ngày, hoặc phần giữa ngày, hoặc phần cuối ngày, nếu thấy không phạm liền sanh hoan hỷ, đêm ngày tinh cần an trụ tùy học. Nếu thấy có hất phạm, tức liền nhanh chóng như pháp hối trừ, nên biết đây gọi là quan sát sâu. Tùy lúc hoặc vào đầu đêm, cuối đêm hoặc vào ban ngày, tư duy tụ tập đối trị các phiền não tham, không chỉ lắng nghe lời dạy về giới mà sanh vui đủ, đây gọi là tu đối trị. Tin hiểu sâu rằng, nếu hủy phạm năng chiêu cảm quả phi ái, nếu không hủy phạm sẽ cảm quả khả ái về sau, đây gọi là nhậm trì tín. Lại đấy tránh xuất gia làm chỗ nương, nên hành bốn việc khác, đó là nương thỉnh hỏi chân tránh, nên chọn chẳng phạm lỗi do không hiểu biết mà phạm, nương quán sát sâu, nên chọn không phạm lỗi do phóng dật mà phạm,
lương tu đối trị nên chọn không phạm lỗi do phiền não thiêu đốt mạnh mẽ mà phạm. Lương nhậm trí tín nên chọn không phạm lỗi do khinh mạn mà phạm. Như vậy vì lương năm chủng pháp đã nói trên nên năng phòng hộ giới uẩn, cho nên gọi là khéo phòng hộ. Lại nữa, bí xô siêu học tỷ nại gia do năm chủng pháp tịch tĩnh nên năng đoạn trừ các ác. Những gì là năm: một, nhu hòa dễ cùng cộng chú; hai, đoạn; ba, đoạn chi; bốn, cùng kính phụng sự; năm, dứt sự tranh cãi. Một, nhu hòa dễ cùng cộng chú. Như kinh thuyết thì lược có 6 chủng pháp là khả ái. Nên biết trong đây, do nương thân nên đối với đồng phạm hạnh, hiện hành điều không tốt đẹp, không đáng ưa thích, lại ở trong tăng già, chung có tài vật mà thọ dụng không đồng đều, lại có giới kiến pháp không đồng phận, tất cả do tánh không nhu hòa, thông thường xoay vần, chuyển cấu khinh mạn, nên khó thể cùng cộng chú. Như vậy gọi là chỗ đối trị với pháp lạc khả ái, trái với tướng trên là pháp lạc khả ái. Do nhân duyên ba chủng phẩm bạch đây nên biết kiến lập 6 chủng pháp lạc khả ái. Do phẩm bạch thứ nhất kiến lập 3 chủng đầu, do phẩm bạch thứ hai kiến lập chủng thứ tư, do phẩm bạch thứ ba kiến lập chủng thứ năm và thứ sáu. Lại ở trong đây, phương tiện khiến các nghiệp thân ngữ ý của người có được lợi ích an lạc, đáng vui, chánh kiến hiện tiền gọi là bạn thiện tử. Hoặc vật khiến thọ dụng thành tịnh nên biết vật đây gọi là lợi dưỡng như pháp. Hoặc vật đây không nương tà mạng mà có, không phải phương tiện phi pháp mà thu được, gọi là như pháp mà có được. Hoặc vật đã đặt ở trong bát nên biết vật đây gọi là ở trong bát. Hoặc vật tuy chưa đặt trong bát mà sắp muốn đặt nên biết vật đây gọi là thuộc về bát. Hoặc vật thực thu được không tình diệu, không quá nhiều, phải cùng ăn, ăn thức ăn được xếp bày trước mặt, không riêng lén ăn, cho đến chỉ vừa đủ no bụng, cũng phân chia, chọn không cố ý giấu riêng mà ăn, cũng chẳng đóng cửa mà ăn, không được sợ người đói thiếu, đến cầu xin phải chia sớt. Nên biết đây gọi là thọ dụng bình đẳng, phân biệt giới mà bậc thánh yêu quý sai khác. Trước đây như phần Nhiếp Dị Môn đã thuyết, phân biệt chánh kiến xuất thế sai khác, tướng đây như phần Nhiếp Sự đã thuyết. Lại do hai tướng thành tánh khả lạc: một, hiểu rõ người kia có đức nên tôn trọng; hai, người kia có ân huệ nên ý vấn an thăm hỏi. Lại tánh khả lạc có hai tướng khác: một, chưa sanh khiến được sanh; hai, đã sanh khiến càng tăng rộng. Nên biết trong đây tôn trọng tăng thượng, đó là thể của người kia có đức; ý vấn an thăm hỏi tăng thượng, đó là nhiếp hai thứ là tài và pháp. Hai kia tăng thượng, đó là khéo hòa hợp tăng thượng, đó là tâm không nhiễu não, xa lìa chỗ có nhiễu não tham gọi là không trái. Phương tiện hòa hợp chung là một việc gọi là không tranh, nước hòa cùng sữa gọi là tánh một hướng. Hai đoạn là chỗ có bốn luân của cõi trời người, lại xứ sở viên mãn, dạy dẫn viên mãn, chánh hạnh viên mãn và tư lương viên mãn làm chỗ nương, nên biết kiến lập bốn luân trời người. Xứ sở viên mãn là chỗ có năm chủng diệu hảo gọi là xứ sở viên mãn. Nếu nói rộng thì như thành phần địa đã thuyết. Dạy dẫn viên mãn là bậc thiện hữu chân chánh. Nếu nói rộng thì như thành phần địa và Bồ Tát địa đã thuyết. Chánh hạnh viên mãn do năm chủng tướng tự phát chánh nguyện. Những gì là năm? Một, đối với điều chánh dạy trao, năng kính thuận giữ gìn. Hai, hạnh không trái nghịch. Ba, như thật hiện bản thân. Bốn, ở nơi vị thầy dạy trao, tùy thu được y phục uống ăn ngoạ cụ tinh diệu hay thô xấu cũng dành vui đủ. Năm, hai chủng gia hạnh không gián đoạn, ân trọng, vui đoạn, vui tu, cho đến tu tập bốn chủng đối trị ái thủ của bí xô. Từ lương viên mãn, đó là Bồ Đặc Xà La đời trước làm nghiệp phước, vì được thiện căn đời trước tăng thượng nên biết có năm tướng quả lợi ích thù thắng. Một, do lược đời trước làm việc phước tăng thượng nên an trụ hai chủng quả báo khả ái bên trong và bên ngoài. Quả báo khả ái bên trong là trường thọ sống lâu, diệu sắc đoan nghiêm, không bệnh, ít não, không làm tôi tớ, không làm bán nữ, trí huệ mãnh lợi, phát lời uy nghiêm, đầy đủ dòng tộc con cháu. Quả báo khả ái bên ngoài là sanh vào nhà phú quý, được giàu có lớn, được bảo hộ lớn, có nhiều kẻ hầu người hạ, như kinh đã rộng thuyết. Đây gọi là tướng quả lợi ích thủ thắng thứ nhất của việc làm phước đời trước. Hai, do lực đời trước làm phước tăng thượng nên khéo được an trú ở những xứ tốt lành, không bị các võng lượng dạ xoa phi nhân thần giữ nhà năng làm chướng ngại, tức là đối với hết tài sản địa vị không bị chướng ngại, hoặc đối với thọ mạng không bị chướng ngại. Đây gọi là tướng quả lợi ích thù thắng thứ hai của việc làm phước đời trước.
3. Do lực đời trước làm phước tăng thượng nên đối với thiện pháp tâm tánh năng thú nhập tu tập không lười biếng. Đây gọi là tướng quả lợi ích thủ thắng thứ 3 của việc làm phước đời trước. 4. Do lực đời trước làm phước tăng thượng nên đối với ác hạnh tự mình chân thành thấy hổ thẹn sâu, tuy đã làm ác lúc nào cũng phát khởi tâm ăn năn mãnh lợi. Do nhân duyên đây khiến việc làm ác hiện tiền trở nên mỏng nhẹ, ở đời tương lai năng vĩnh viễn xa lìa ác kia. Đây gọi là tướng quả lợi ích thủ thắng thứ 4 của việc làm phước đời trước. 5. Do lực đời trước làm phước tăng thượng nên tất cả sự nghiệp phương tiện gia hạnh, ý hướng, kỹ năng đều chuyển mạnh mẽ hướng thạnh. Phàm làm việc phước thí đều được kính thuận, dùng ít công lực mà có nhiều thành tựu. Đây gọi là tướng quả lợi ích thủ thắng thứ 5 của việc làm phước đời trước. Như vậy, bốn chủng trời trên các trời, người trên các người, chỗ có bánh xe chỉ quán thắng rượu luân chuyển, tùy khuyết một chủng thì xe đây không chuyển. 3. Đoạn tri là 5 đoạn tri, đó là nương nghĩa đã biện mà sanh sâu tin hiểu, đối trước sư trưởng, như thật hiện hiện chính mình, thân có dũng mãnh, tâm có dũng mãnh, khảm năng lãnh thọ hiểu biết pháp nghĩa, là thiện thuyết hay ác thuyết, tùy theo thứ lớp ấy nên biết kiến lập 5 chủng đoạn tri. Tùy khuyết một chi, đoạn không thành tựu viên mãn. 4. Cung kính phụng sự. Trước hết cần phải cung kính phụng sự đại sư, vì đây là bậc năng tuyên thuyết giáo pháp, tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học. Kế đến, phải kính trọng pháp đã thuyết đầy. Kế đến khi tu tập tùy pháp hành pháp, phải cung kính nương tăng thượng giới và học xứ tương ưng tỷ nại gia. Kế đến phải cung kính nương dạy dằn dạy trao, tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ. Tùy từng thời gian mà tu cúng dường tài và cúng dường pháp, trong đây nên biết cúng dường tài pháp tức là cùng cộng chú và cùng thọ dụng. Kế đến ở nơi tĩnh lự mà tu tập tam ma địa, từ đây không gián đoạn, theo đó không ái vị, thông đạt lý đế, vĩnh viễn tận các lậu, không phóng dật. Như vậy nên biết bảy chủng thứ lớp cung kính phụng sự sai khác. Lại có ba tướng sự cung kính, đó là năng biết rõ công đức lợi ích thủ thắng của bậc có đức mà phát khởi tôn trọng. Tùy theo điều đã hiểu rõ, dụng ba chủng thần ngữ ý chánh hạnh mà tu công kính, xếp đặt chủng chủng tràng phan bảo cái mà vì cúng dường. 5. Dứt tranh cãi là 7 pháp dứt sự tranh cãi và có các đồng phạm hạnh cử tội một đồng phạm hạnh khác, tức hiện tiền đối diện, đem việc thật, không đem việc chẳng thật mà nói, cho đến nói rộng. Trước người kia chưa hiểu nên phạm, lúc đã thông hiểu liền không phạm lại. Vì bí xô đó không phạm trở lại, nên các bí xô thấy nghe, nghi kia không được nêu lại việc phạm trước. Như vậy sự tranh cãi liền được chấm dứt. Lại có bí xô khi thấy bí xô khác phạm tội liền ngăn chặn, nhưng ở thời sau, người phạm tội kia quên mất lỗi mình đã phạm trước. Bí xô thấy người kia phạm rồi, liền nhớ lại chỗ phạm của kia, nên nêu cử chất vấn rằng, ông có tự nhớ chỗ từng phạm chăng? Người kia bèn đáp, tôi đều không nhớ. Vì người kia đã không thể nhớ nên không thể tự mình hối trừ. Ngược lại, nếu người kia nói tôi nhớ, tức kia liền tự hối nên nói sẽ năng lìa ác tác. Người kia đã bị người cử tội nên tín thuận theo người đã cử tội. Đến trong chúng tăng cầu xin nhớ nghĩ tưởng tỷ nại gia cùng với thành tịnh. Bây giờ chúng tăng chấp nhận cho bí xô kia thành tịnh, người phạm tội kia được xa lìa ác tác. Vậy nên các bí xô không được nêu lại việc phạm trước. Như vậy sự tranh cãi được chấm dứt. Lại có bí xô do điên cuồng nên hiện hành nhiều tội phi pháp sa môn, chẳng tùy thuận pháp. Người kia do sự điên cuồng đây nên chẳng thành phạm. Nhưng lại có một loại bí xô vô trí không hiểu biết, cho là người kia thành phạm mà chưa cử phát. Các bí xô vì ngăn ngừa kia sẽ lại phạm ở vị lai, nên dạy gian khiến tự tâm người kia nhớ lại không còn si cuồng, dạy bảo bí xô kia trở lại cầu xin chúng tăng. Người kia nghe rồi tức liền cầu xin. Bây giờ chúng tăng nên đoạn trừ chỗ phạm của kia, Bồ Đặc Giả La như vậy thành không phạm. Tăng hòa hợp, đứng thẳng, sướng và thành tịnh. Bí xô không hiểu biết đã nghe việc đây rồi, các bí xô khác chẳng được nêu lại việc phạm trước. Như vậy sự tranh cãi liền được chấm dứt. Lại có bí xô ở trong chúng tăng cử tội bí xô. Người năng cử khởi tưởng người kia có phạm, người bị cử lại khởi tưởng không phạm. Do tưởng không phạm, bèn tự xưng nói, tôi không phạm. Người năng cử nói, ông chẳng từng làm việc như vậy ư? Người kia chân thật nói, tôi chưa từng làm. Người năng cử lại nói, ông trước đã phạm, nay tiếp tục phạm, nên cử phát mà không tự rõ biết, lại nói là không phạm. Bây giờ chúng tăng liền vì đó mà tìm cầu tánh thật của sự việc kia là phạm hay không phạm. Nếu thấy thật phạm rồi,
Phải như pháp đoạn trừ, như vậy sự tranh cãi liền được chấm dứt. Lại ở trụ xứ này có nhiều chúng bí xô, đối với chỗ phạm tội sanh nghi ngờ nên tranh cãi lẫn nhau, hoặc nói có phạm, hoặc nói không phạm, hoặc nói là nặng, hoặc nói là nhẹ. Ở trụ xứ khác có số chúng vượt hơn chúng ở trụ xứ trước. Trong chúng đây có nhiều bậc thông huệ thọ trì kinh luật luận. Chúng trước nên tập trung đến đây để thỉnh hỏi quyết nghi rốt ráo, như vậy sự tranh cãi liền được chấm dứt. Lại bị xô đã phạm tội rồi, đối với lỗi ác tác triền của bản thân bị kích phát quá độ nên sanh buồn não cho đến tiểu tụy, vì lo sợ người cử phát liền như pháp hối trừ. Do đây tất cả sự tranh cãi đều được chấm dứt. Có nhiều bí xô xoay vần cử tội lẫn nhau, mỗi mỗi riêng bị sự chấp thủ của kiều mạn không muốn triển chuyển đối diện nhau phát lộ sám hối, dẫn đến việc hai bộ chia lìa sống ở hai nơi riêng biệt. Mỗi bộ đều nói lời đây kia đã không chấp nhận đến trước chúng ta phát lộ hối diệt, thì cớ sao chúng ta phải đi đến chúng kia mà phát lộ hối diệt. Bây giờ hai bộ kia đây, mỗi bộ nên cử một người có trí dẫn đầu chúng, cùng nhau dàn xếp, cùng đến chúng khác phát lộ hối diệt chỗ phạm, như vậy sự tranh cãi liền được chấm dứt. Như vậy sự tranh cãi được có bốn chủng, nên biết trừ diệt cũng có bốn chủng. Sao gọi là bốn chủng sự tranh cãi? Một, sự tranh cãi do người cử phát. Hai, sự tranh cãi do nghi ngờ lẫn nhau. Ba, sự tranh cãi do tự mình cử phát. Bốn, sự tranh cãi do cử phát lẫn nhau. Những gì gọi là bốn chủng trừ diệt? Một, trừ diệt do nguyện ra khỏi chỗ phạm. Hai, trừ diệt do thí do cho thành tịnh. Ba, trừ diệt do chấp nhận tìm tánh thật. Bốn, trừ diệt do mỗi bên tự phát lộ.